trôi bình yên thế thôi. Sống vui vầy bên nhau mà cuộc sống đâu được như ước vọng. Đến lúc phải thay đổi, những đứa trẻ giờ sẽ lớn lên, muốn bước đi chẳng muốn mãi bên cha mẹ. Những cánh tay giờ đã quá mệt, giữ chân sống đành phải cố buông nhưng lòng. Trẻ muốn đi ra phải ở lại, sống với nhau nhẫn nại. Trẻ muốn xa ra phải vất vả, nhưng bên nhau cứ thêm đau đầu. Sống cuộc đời giờ hát tay lùi, chuyện cũ mãi vui, cứ đuổi nhau xảy ra không thôi. Sống cuộc đời giờ chiếm gió đông mà vẫn bao dòng, ôi ra mà xảy ra chất chồng. La 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 la, bao nhiêu lâu mới vui bên nhau. La 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 la, bao nhiêu lâu mới thôi âu sầu. Bà Quyên. Ủa, bà Lung. Ừ. Bà đi đâu vậy? Tôi nấu ăn Trần Tuấn, đem lên Trần Tuấn. Cả tuần nay đâu về nhà đâu. Nó nhờ tôi nấu ăn đem lên cho nó. Vậy đó hả? Ừ. Ừ. Thì tôi đâu có hỏi bà đâu mà bà nói tràn gian đại hải vậy. Ờ, mà tôi cũng rảnh quá. Ừ. À, hình như cả tuần nay Châu nó không về nhà, phải không? Nó đi công tác, cho nên đâu có về. Ờ, thì thôi tôi đi nha. Mà thằng Tuấn nhà tôi ngộ nha, hồi nào giờ nó không ăn thịt kho, thịt riêm, tôm với sả, mà bây giờ nó bắt tôi phải nấu cho nó ăn mấy món đó, lạ thiệt. Thôi tôi đi nha, thằng này ngộ ha, ăn gì mà không ê, 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 ê. Gì? Tôi tính hỏi bà chuyện này chút. Thôi, đừng có hỏi chút, bà mà hỏi là cả 8 chút luôn á. Bây giờ tôi đem đồ ăn cho thằng Tuấn là có gì, đợi khi nào tôi về để hỏi nha. Thằng Tuấn càng ngày càng lạ. Kho, thịt riêm, tôm cháy sả, những cái món này thằng Tuấn không thích mà kêu nấu. Mà sao những cái món này là con gái nhà mình lại thích ta? Thế là những cái chuyện gì nó sai sai đâu nè. Dạ, con nghe này gì? Cá đã cắn câu. Dạ, con cảm ơn dì nhiều nhé. Tiếp tục hành động nha con. Dạ dì. Nói chuyện với ai mà vui quá vậy? Anh nói chuyện với phụ nữ. Phụ nữ nào? Thì một người phụ nữ xinh đẹp trong lòng của anh. Vì luôn đó tắt máy rồi. Nè, em sao vậy? Gì? Ghen phải không? Trời ơi, ai thèm ghen. Thương quá rồi đâm ra ghen đúng không? Ai thèm thương. Ủa mà anh nói gì với dì Lung mà vui quá vậy? Thì nói một chuyện vui thì phải vui chứ. Gì vậy? Làm trò gì nữa đây? Nói chung á, anh không làm trò gì hết á. Nhưng chắc chắn là một chuyện vui. Cái gì nữa đây ta? Hả? Có ai nhìn mình đâu mà kêu tôi hợp xuống chi vậy? Hợp dự phòng. Trời ơi, bà rảnh quá. Mình đang theo dõi người ta. Mình phải làm vậy nữa, thí dụ tao quay qua thì phải hợp liền. Cái đó là tôi làm cho ông để ông biết trước chuẩn bị, hiểu không? Bà ơi, có gì mình hiên ngang bước vô đi, mất mới gì rình giống như ăn trộm vậy. Cái gì mà mình đi theo dõi bà mà bị hiên ngang. Mà mình đi theo dõi người ta. Mà mình chọn im lặng cho người ta đừng có biết. Ông là làng là sớm, muốn trả số để biết thì sao vậy? Cười quá. Mà có chắc không? Tôi là ai? Tôi là má của con Châu. Tôi nhìn con Châu rồi tôi biết hả? Nghĩa là sanh con ra mới hiểu lòng cha mẹ, hiểu chưa? Cái đó bà nói về bà ngoại của con Châu. Còn cái này con Châu là con của bà. Ý tôi nói là sanh ta ra là cha mẹ, mà hiểu ta là chỉ là mẹ cha đó, hiểu không? Hiểu không? Cái gì lung tung vậy? Ý tôi nói là tôi rất thích văn thơ, nhưng mà tôi nói không có được cho nên tôi nói vậy đó, hiểu không? À, thích văn thơ. Ừ. Mà nói không được thơ văn. Vậy đó. Ừ. Ghê vậy. Tôi nói nghe, bây giờ mình canh ha, bả mà vừa tới cửa thôi, tôi ông từ xa ao tới đạp cửa xông vô bắt quả tang. Lúc đó là ba mặt không, bốn hoặc năm mặt một lời, hiểu chưa? Lúc đó con mình nó khỏi chối. Tôi nghe bà lần này nữa thôi nha, bà đừng có làm tôi quê sệ với ông dễ giống như lần trước nha.
Tôi nói thiệt với ông á, người ta nói phụ nữ có giác quan thứ sáu. Tôi ngoài giác quan thứ sáu có giác quan chủ nhật, có nghĩa là thứ tám đó, nó còn hay hơn, nó còn chính xác hơn là giác quan thứ sáu, nghe chưa? Bà hay quá. Đi rồi, đi rồi, đi. Biết không? Bà giỏi quá ha. Con chào cô chú. Khỏi chào khỏi gửi vậy trơn. Con Châu qua đây đứng. Dạ. Đây con rót trà con mời. Khỏi, đang nóng trong người, không cần uống trà nóng. Con ngồi xuống đó. Dạ. Con đứng đi cho phải phép. Nè, làm cái gì mà uy quyền ào ào vậy? Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Nè cô Lung à, tôi yêu cầu cô nín đi ha. Đây là chuyện gia đình tôi, không phải gia đình của cô hả? Con đừng có xía vô. Ủa, là chuyện của gia đình tôi mà. Đây là đâu? Đây là đứa con trai của chồng tôi. Còn đây là ai? Là vợ nó thì tức là con dâu của tôi. Trời ơi, nói chuyện sao mà nghe dễ dàng vậy? Ai cưới ai gả mà dâu mà rể mà má vợ trong đây chứ hả? Châu, cho ba hỏi chuyện cái này. Dạ. Thôi, bình tĩnh lại đi anh xui chị xui. Cái gì đâu mà ào ào, thấy tụi nó là ở chung nhà với nhau rồi hỏi gì nữa. Cô Lung, chuyện của gia đình tôi mắc mới gì cô cứ xen vô hoài vậy hả? Bây giờ tức mình quá con Châu, mày trả lời cho má nghe đi. Mày nói với má là mày đi công tác mà tại sao giờ mày có mặt ở đây? Dạ, tại con sợ. Con sợ cái gì hả? Ba má có ăn thịt con đâu mà con sợ? Con... lỗi là do con chú. Cái gì? Ý cậu nói là lỗi này là do con gái tôi đó hả? Dạ không phải. Dạ không. Ý con nói là lỗi là do con đó chú. Nói chuyện cho đúng từ ngữ đàng hoàng. Dạ, là do con rủ em Châu qua đây. Con rủ em Châu sống chung với con. Dạ con rủ em Châu ngủ chung luôn. Trời nói đi con. Trời ơi, nói cái gì? Châu. Dạ. Mày trả lời cho má nghe. Người ta nói vậy có đúng hay không? Dạ. Có đúng như vậy không? Dạ đúng. Đúng. Trời ơi. Ba. Nè 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 nè. Nè, chị Quyên. Ba, má. Chị Quyên. Anh Huy, chị Quyền, chị Lung, anh Dễ. Anh Dễ, chị Lung. Chị Quyền, anh Huy. Anh Dễ, còn nước không để rót cho nè. Còn, cảm ơn anh. Cảm ơn. Mặt mình giãn ra chút xíu đi. Nãy giờ cười quá trời luôn. Nói gì mình nói đi, mình lối sớm mà. Bạn bè với nhau lâu đời rồi, tình làng nghĩa xóm cũng lâu năm rồi biết không? Trời ơi, thì nói gì vô thẳng vấn đề đi chứ mình kêu mình chào mời vậy tới sáng mai à. Thôi vậy, vậy nè, tôi đâm thẳng vấn đề luôn. Cái chuyện con cái của mình á, thôi cũng mong anh chị cứ thẳng thắn đừng ngại gì chân á. Vợ chồng tôi cũng dễ tính lắm. Để tôi nói, cứ để ổng nói cái quớt à, cái thắng ổng kỳ cục ghê đó. Ổng cứ nghĩ là ủa người ta có đời chồng hay một đời vợ rồi á, thì không có thể nào mà bước tiếp bước nữa. Trong đó ổng cũng đã có đời vợ rồi, suy rồi ổng cũng có con rồi, thì tại sao tôi đồng ý, đúng không? Suy nghĩ cổ hủ là đó, không có ích kỷ. Với lại bây giờ con cái thời buổi này là thời buổi hiện đại. Đâu có chuyện mà cha mẹ ép đặt con ngồi đâu mà mình phải ngồi đó được. Hồi xưa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Bây giờ qua khỏi đầu. Còn bây giờ là con cái nó đặt cha mẹ luôn. Thôi giờ nó mặc áo mưa cho nó qua khỏi đầu luôn. Đó, bây giờ biết thoáng nè. Bây giờ nghĩ thoáng là từ hôm bữa tới giờ tôi mệt với ổng lắm. Thì thôi bây giờ như vậy. Dù sao nữa con Châu nhà của anh chị nó cũng cành già lá ngọc. Đó thì con trai bên nhà tôi cũng là hột sòn kim cương. Tôi thấy hai bên cũng xứng đáng lắm rồi. Thì thôi bây giờ mình dĩ hòa vi quý đi. Mình thương con thương cái. Bao nhiêu những cái mà là bực bội, những cái mà gây không được vui mình bỏ qua hết đi. Dù sao nữa mình cũng là bà con lối xóm nói chuyện với nhau. Chắc lẽ bây giờ mình không đồng ý tụi nó tiến tới rồi mình ra ngoài đường mình đụng mặt với nhau rồi không chào nhau tiếng nào cũng kỳ. Mà tụi nó nghe, nếu mà mình ngăn cản cho tụi nó tới nhau rồi tụi nó bỏ xứ này nó đi vô khác thì cũng vậy đó. Cha cũng mẹ đó. Thôi anh chị cứ yên tâm đi nghe.
vợ chồng tôi đồng ý là coi như là bây giờ mình chỉ cần là ừ một cái thôi là coi như là xui gia được không? Ông tôi chỉ có tâm nguyện vậy thôi. Dạ sao ạ? Chỉ mong sao mà hai đứa con mình hạnh phúc á thì cha mẹ của hai bên đều hạnh phúc. Đúng rồi. Còn mấy cái giận hờn cái bực bội rồi đó, tới cái bữa tiệc cưới đó con nhiều bỏ vô bụng vô chung với rượu luôn. Không, theo tôi ý kiến thì nghe, nếu mà con mày làm đám cưới đó nghe, lên sân khấu luôn, bốn mặt một lời luôn, nói thẳng. Hồi đó là tôi ghét ông kia gì đó, nhưng mà bây giờ là mình xui gia quê quê vậy đó, cho nó vui. Sao được không? Thôi, dám nói không? Tự nhiên nói để người ta ngồi người ta cười mình. Đâu có cười gì ở sớm này biết hết trơn trọi. Nhưng mà đám cưới cười vui. Vậy bây giờ quyết định vậy đi ha. Thưa dì con mới về. Mới về đó ha con. Ủa này dì không ra quán hả? Không, bữa nay dì nghỉ ở nhà. Tại vì ba con tự nhiên không thèm ăn lẩu cá. Mà lẩu cá là phải sáng sớm đi chợ canh cá tươi rồi về nấu. Cho nên thôi bữa nay dì nghỉ quán để ra chợ canh mua cho về nấu cho cha con nguyên cái nồi lẩu cá đó. Nè, tắm rửa xong xuôi đi rồi cái dì hâm lại cho ăn nha. Chứ ba con ăn rồi, ổng đi công chuyện rồi. Dì lo ba con quá vậy? Thì gì là vợ của ổng thì phải lo cho ổng chứ. Dạ đúng rồi. Một lát nữa con tắm sau đi. Dạ nay có chuyện con muốn gặp gì? Chuyện gì? Dạ đây là món quà con muốn tặng gì. Trời ơi, cái gì mà khách sáo vậy, người nhà mà con. Chị nhận đi. Ủa mà hôm nay là ngày gì ta? Ngày sinh nhật của gì cũng không phải. Ngày quốc tế phụ nữ không phải. Ngày phụ nữ cũng không phải luôn. Ủa mà ngày gì tặng quà cho gì vậy? Dì nhận đi. Mày con nói. Rồi dì cảm ơn con nha. Dạ. Thật ra hôm nay là ngày bình thường thôi. Chừng đó với con hôm nay là ngày đặc biệt. Ủa, là sao? Tại vì đó giờ con không có dịp ngồi nói chuyện với dì nhiều á. Con muốn cảm ơn dì. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn dì đã thương ba của con. Cái đó mà cảm ơn cái gì? Thật sự á, dì cũng đã từng nói với con rồi, được sống bên ba con, chăm sóc cho ba con á là hạnh phúc của dì. Con cảm ơn dì đã thương con luôn. Thì thương chồng cũng phải thương con chồng chứ con. Từ ngày dì xuất hiện, cuộc sống của con có bất trắc gì á, dì đều một tay đứng ra lo liệu hết. Có gì đâu, thì dì đã nói rồi, dì luôn thương con, mà cứ coi con là con ruột của mình. Cho nên á, chuyện gì á mà dì giúp được thì dì sẵn sàng giúp đỡ thôi. Chưa kể những lần con với ba con gây lộn với nhau á, dì cũng là người đứng ra giảng hòa hai cha con nữa. Thì hai cha con á như nước lên lửa, dì phải giảng hòa chứ sao. Dạ. Mà con thấy nha, đôi lúc á con chưa hiểu tính cái ý của ba con, mà dì là người hiểu rõ nhất luôn á. Thì con thì thường xuyên đi làm xa nhà, không có gần gũi với ba con. Nhưng mà dì muốn nói với con một điều là ba con thật sự là rất thương con. Lúc nào con cũng là số 1 ở trong lòng của ổng hết đó. Con thấy bây giờ số 1 trong lòng ba con là dì mới đúng. Không có đâu nghe, đừng có ganh cái chuyện đó nghe. Thôi bằng nhau đi được không? Dạ, hai dì cháu mình bằng nhau. Ừ. Với lại con cũng cảm ơn dì cái đợt vừa qua, nhờ dì đứng ra nói chuyện giùm ba con, mà ba con chấp nhận cho con quen Châu, rồi còn giúp cho con nói chuyện với bên chú Huy, cô Quyền nữa. Không có gì đâu con. Ba con thì lúc đầu cũng có thể là chưa có hiểu, nhưng mà mình cứ từ từ mình nói cho ba con hiểu thôi. Cái vấn đề là ba con á đã đồng ý rồi, chứ không phải là vấn đề là dì nói giúp đâu. Dì nói là một lẽ mà ba con có đồng ý không là một lẽ chứ. Mẹ con mất từ hồi nhỏ, cho nên con bị thiếu thốn tình cảm mẹ con đó. Nhưng mà có dì xuất hiện rồi á, con thấy dì giống như mẹ của con vậy. Dì cảm ơn con. Dì cảm ơn con là con chấp nhận sự hiện diện của dì, chấp nhận một thành viên mới trong gia đình này. Cái chuyện đó là dì phải cảm ơn con mới đúng chứ. Dì, bắt đầu từ ngày hôm nay, cho con xin phép gọi dì
là má luôn nha. Trong đây có mấy con tôm, có mấy con ghẹ, có mấy con cua này bác Lung ơi. Mẹ Lai con thích ăn lắm lắm luôn á. Ủa? Có mẹ Lai con thích ăn thôi hả? Dạ, con cũng thích ăn nữa. Bác biết mà. Dạ. Dạ. Hai bác cháu đang nói chuyện gì mà vui dữ vậy? Đi từ xa là nghe bàn chuyện ăn uống rồi ha. Mẹ, nãy nói á là được ăn được phúc mà mẹ. Chính xác, ăn càng nhiều thì phúc càng nhiều. Nè, ăn cho nhiều vô nha, rồi mai mốt béo phì ra. Tới khi nhập học á, mặc đồng phục không có vừa là mẹ không có mua đâu đó nha. Yên tâm, mình cứ việc ăn nhiều đi nghe. Dạ. Nếu mà đồng phục mà không vừa đổi sai, mua đồ khác thì bác tài trợ. Dạ, con cảm ơn bác luôn. Ủa, hai bác cháu định làm món gì ăn vậy? Dạ, hải sản, tôm, cua, ghẹ. Ủa mẹ, đi theo mẹ coi. Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ có sao không mẹ? Đỡ mẹ ra ghế ngồi đi con. Dạ. Mẹ lên đây ngồi đi mẹ. Uống miếng chanh ấm đi em. Dạ em cảm ơn chị hai. Không biết sao mấy bữa nay cái bụng em cứ khó chịu, rồi em mắc ói hoài luôn à. Mấy nay mẹ con cứ bị như vậy hoài bác Lung. Hay là do nhiều việc ở công ty quá nên mẹ con lại bị đau bao tử như lúc trước. Phải không em? Đâu có. Bữa giờ ở công ty mẹ đâu có nhiều việc đâu. Thôi uống miếng nước chanh đi. Alo chị nghe nè Quý. Chị hai ơi, giờ em về bên đó chưa chị? Có. Vợ em đang ở đây nè. Nó mới vừa làm mệt xong đó. Dạ, để em dẫn vợ em đi khám thử. Chứ mấy bữa nay á, thấy cổ mệt mỏi dữ lắm. Nè, chiều nay ghé qua nhà chị nha, mình ăn hải sản. Dạ chị. Lát ba con qua đây nữa hả bác Lung? Lát chiều thằng Quý nó qua ở đây. Rồi mình ăn cơm luôn nha. Giờ em thấy trong người sao? Tự nhiên em thấy buồn ngủ quá. Không, mấy chị hai cho em mượn cái phòng em ngủ một chút nha. Bé Lan con vô ngủ với mẹ không? Dạ thôi, giờ này mẹ ngủ sao tối ngủ được mẹ. Hay là mẹ đừng có ngủ nha, để tối nó ngủ cho nó ngon. Không được, mẹ mà không ngủ là mẹ mệt dữ lắm. Thôi đi nghỉ đi. Dạ, thôi em vô ngủ cho chị hai. Được không? Được. Mấy nay mẹ con cứ ham ngủ vậy đó bác. Cứ muốn ngủ giờ nào là ngủ hả? Dạ. Còn bị buồn nôn nữa. Buồn nôn nữa? Dạ. Buồn nôn, mệt mỏi, buồn ngủ. Những triệu chứng này đã chứng tỏ là mẹ con có thai. Vậy á bác? Dạ. Bữa nay ba má qua kiếm con có chuyện gì hả? Thì tại vì á, tuần nào á, tụi con cũng về thăm ba má. Hai tuần nay không thấy tụi bay tới, cho nên không biết tụi bay có gì không, cho nên ba má tới thăm nè. Hai đứa khỏe hả? Dạ, hai vợ chồng con bình thường. Nhà không có gì xảy ra hả? Dạ. Tuấn đâu rồi con? Dạ. Anh ơi, ba má qua thăm nè. Trời ơi. Cái gì vậy? Nó bị dạ. Bệnh hả? Sao nữa vậy anh? Sao con? Làm gì khó ăn khó ở gì con? Nè, bị đau bao tử này sao vậy? Dạ không có. Con chờ ba má mới qua. Ba nói đúng rồi ba. Dạo này ảnh lạ lắm, làm như là ảnh khó ăn khó ở hay sao á. Cái gì cũng không chịu, con làm cái gì cũng không được hết. Nè, nhiều khi trong người nó yếu yếu thì chồng bị vậy phải lo mua thuốc mua men cho nói, chứ không có nhăn nhó chồng nữa không. Dạ. Đừng có nói người ta, mình con nghĩ đi, trong mình mà yếu, mình không có khỏe thì mình cũng bực bội vậy, nghe chưa? Hai đứa đó. Thôi chuyện vợ chồng đó thì mình phải dạy cho con cái. Bà bàn cái vụ cái kia đi. Nói nghe nè. Tính qua đây bàn chuyện đám cưới cho bay. Nhưng mà bây giờ nó không khỏe thôi. Thì để bữa nào nó khỏe đi rồi đàn ông đủ gặp mặt người lớn rồi bàn luôn, nghe không? Dạ, dạ ba má. Ủa, trời ơi. Anh chị. Chị Lung. Dạ. Chào má Lung. Chào má Lung. Con, con
Trời đất ơi, đi qua vợ chồng nhà tụi nó đi giữa đường á, tính là ủa tại sao không rủ anh chị qua thăm luôn. À nhưng mà đi đường nó mắt bên phải nó giật 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 là tôi nghi là anh chị đã có ở đây rồi. Trời ơi, mắt phải giật lên dễ sợ. Ủa rồi tôi đi tôi qua thăm con gái tôi với thằng rể tôi rồi cô ơi đâu đây? Ủa thì tôi đi thăm con trai tôi với lại con dâu tôi. Ủa chị luôn chị đi đâu rồi, sách gì đùm đùm đề đề vậy? Mình đâu có đi tay không, ý không phải là tôi nói. Tôi nói vậy nha, chỉ là vậy. Ông dễ được người ta tặng cho một thùng hải sản. Wow. Đó, cái tôi mới đem về tôi nấu cho con Lây nó ăn. Mà con Lây nó nói là thôi bây giờ nó không ăn tôm cua hải sản gì hết vậy. Nhiều quá, cái tôi nói ừ vậy thôi để chịu khó xách qua bên vợ chồng của ông Tuấn rồi giờ cho vợ chồng nó ăn. Tuấn nó cũng khoái ăn lắm đó. Dạ trời ơi nè, con cũng thích ăn hải sản lắm vậy hả? Dạ con nhiều hơn vợ chồng mình cũng thích vậy. Vậy thì mình làm để cho gia đình mình ăn luôn ha. Dạ. Trời ơi nhiều lắm nghe. Tao nói là đây nè con. Dạ anh sao vậy? Trời con ơi cái con thằng này con sao vậy Tuấn? Trời ơi cái gì mà nó ẹ làm như là phụ nữ có bầu vậy con, nghe mùi tanh cá. Đừng có mở má, đừng có mở má. Ờ mấy bữa nay con không biết con bị sao nữa, con nghe mùi hải sản tôm cua cá là con nhận ối à. Trời làm như nó có bầu vậy trời ơi. Thì đó con có bầu mà anh làm như là anh có bầu vậy á. Cái gì? Có bầu. Nó có bầu á. Mình sẽ xuống cái giá rồi. Con vợ có bầu mà thằng chồng ốm nghén. Xíu coi chồng con vậy. Con mình có bầu mà làm như bà có bầu mà mừng quá trời vậy. Trời ơi mình sắp xuống cái giá rồi. Ô, ông ngoại. Ô, bà nội. Đau quá. Vui quá, vui quá. Dạ. Mẹ con khó em bé. Dạ đúng rồi. Con có vui không? Dạ cả nhà cũng vui hết á. Đâu bà con biết chuyện này chưa nè? Dạ bà con biết rồi, lát bà con qua đây nè. Trời quá đã luôn. Ông ơi đúng quên. Ông ơi ông. Dạ. Ông ơi. Ông ơi ông. Bà làm gì bà hớt hớt hả vậy? Chuyện gì? Ngồi xuống đây đi. Chuyện gì vậy? Hả? Thằng Tuấn. Tuấn sao? Thằng Tuấn. Trời đất ơi, Tuấn sao bà nói lẹ đi. Cái gì? Tuấn có bầu. Thằng Tuấn có bầu. Ủa kì vậy bác Lung, đàn ông mà vậy hả? Đàn ông sao có bầu nữa? Quên, tôi rối quá tôi quên. Con Châu nó có bầu. Hả? Con Châu nó có bầu rồi. Trời ơi. Vậy là nhà mình có hai em bé. Vợ chồng thằng Tuấn có bầu. Châu sao có bầu được, Tuấn nó vô sinh mà ba. Thì bởi vậy tôi mới mừng. Tôi đã nói với ông rồi, phép màu là có phép màu mà. Bây giờ là hai vợ chồng nó có con rồi. Gì hả? Ờ. Phép màu à. Gì nữa? Vô sinh. Mà con Châu nó có bầu vậy là nó phải có bầu với thằng khác, phải có bầu với thằng Tuấn đâu. Tầm bậy. Gì? Phúc ơi, anh nói vậy là anh nói tầm bậy á nha. Bên tầm bậy. Sao mà Tuấn vô sinh mà con Châu có bầu thì nó phải có bầu với thằng khác chứ. Không có được nói như vậy. Ê, với lại trước đây là con Châu nó khó có con mà. Chị hai, nó khó có con thôi chứ đâu phải là nó không có con đâu. Tại vì do trước đây nó bị áp lực công việc nhiều quá, rồi nó căng thẳng đầu óc cho nên nó khó có con. Chị hai hiểu không? Cũng có thể. Nhưng mà thằng Tuấn đâu có làm có con được đâu. Nó bị vô sinh bác sĩ nói rồi. Anh á. Sao? Anh làm ca mà anh không có quan tâm tới con cái gì hết trơn. Trời ơi, không có hiểu nó gì hết. Trời ơi, người ta quan tâm quá trời quá đất, người ta đau khổ quá trời quá đất nè. Làm sao không quan tâm được? Đau khổ quá ha. Ờ. Vậy anh biết cái chuyện Tuấn nó vô sinh đó là giả không? Hả? Ôi trời đất, vô sinh mà cũng giả nữa hả? Trời đất ơi, tại vì nó thấy con Châu bị như vậy mà nó muốn cưới con Châu, thành thử ra nó phải đứng ra nó nhận nó vô sinh để cho con Châu đỡ mặc cảm, đỡ ái nấy. Anh hiểu không? Trời ơi, tôi đã nghĩ rồi. Trời ơi, con tôi nó cao thượng đến mức độ như vậy hả? Đó. Nó giống tính tôi đó. Giống tính anh, không hề giống một chút nào hết. Thiệt á, tụi nó mà bị như vậy là do anh hết trơn á. Phải ban đầu anh dễ một chút đi. Khó khăn, phản đối, đủ thứ hết trơn. Trời ơi, thành ra hai đứa nhỏ nó mới như vậy đó. Trời ơi, ai trong hoàn cảnh tôi không lo. Trời đất ơi, ít ra tôi phải nghĩ là con tôi nó lấy vợ phải đẻ ra cháu tôi mới có hậu duệ chứ. Tuần này không có gì hết làm sao được. Đúng không? Phải lo chứ. Thôi, bây giờ đã quá giải ra hết rồi. Bây giờ đã biết rồi. Bây giờ hai vợ chồng nó có con rồi. Thì bây giờ mình phải vui, đúng không? Quá vui luôn. Ô, vui quá, ta là vui. Nhà ta bên gái ai thấy con được vui. Yeah, tôi sắp được làm ba lần hai rồi. Yeah, con sắp có em rồi. Yeah. Làm cái gì?
gì mà hai cha con vui mừng dữ vậy? Vui sao mới vui? Trời ơi, tự nhiên bây giờ anh có thêm được một bé nữa, mừng muốn chết luôn. Mẹ, em bé có quấy mẹ không? Không, em bé ngoan lắm, mẹ vẫn khỏe mà. Vậy để con lên chơi với bà nội, con sợ mai mốt mẹ sinh em bé xong á, con có thời gian dành bên bà nội. Trời, làm gì mà nghĩ xa dữ vậy? Bà chăm sóc mẹ nha ba. Yes sir. Vậy là bao nhiêu sự cố gắng của anh, bao nhiêu công sức của anh, bây giờ anh đã thành công rồi. Này. Mừng quá. Đây, trái cây có rồi. Nghe mùi quen quen hả? Nè chị Châu, ăn trái cây đi. Cảm ơn em. Thôi, cho anh mượn đi. Ủa trời. Trời ơi. Ngon dã man luôn á. Mới thấy nằm đó mà bây giờ ngồi vậy ăn ngon lành vậy? Trời ơi. Anh đang thề bóng mày nè. Trời ơi, Tuấn ơi Tuấn. Đúng ý anh luôn á. Kìa. Ông ăn mà tôi thấy tôi cứng cái hàm luôn á. Ông không thấy chua hả? Ngon mà. Ngon. Trời ơi, cóc sống, xoài sống mà ông ăn ông nói ngon á hả? Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy ông vậy luôn á Tuấn. Anh nói chung là bây giờ á tự nhiên em cảm thấy em thèm giò heo hầm đu đủ. Em nấu cho chị nha. Giò heo hầm đu đủ hả? Ừ. Hồi sáng em đi chợ chị không nói, làm em đâu có mua giò heo sẵn đâu. Nhưng mà em có nấu một cái món này đảm bảo chị thích. Món gì? Cá kho tổ với lại gì anh? Ủa gì Tuấn? Anh lại em Huệ. Huệ. Ủa gì vậy? Đừng có nấu cái món đó Huệ ơi. Chết anh á Huệ. Sao vậy? Anh nghe mùi tanh của cá anh chịu không có nổi đâu Huệ. Thôi không mấy vợ, đợi món khác đi vợ. Món khác hả? Dạ món khác giùm chồng đi vợ. Vậy hay đi chợ bao nhiêu chồng giá tiền cho cũng được, đừng đổi món đi, đổi món đi. Thiệt. Vậy thôi mình làm ha. À, tự nhiên tôi thèm ớt xào xả. À đúng rồi. À, đúng ớt xào xả. Cái gì nữa? Ớt cũng được luôn, ớt cũng được luôn. Ớt không được hả? Vậy hay là ăn lương nghe nói là lương cho bà bầu á. Lương nó còn nhớ hơn ớt nữa, nó còn tanh hơn ớt nữa. Thôi giờ hết rồi. Lại em. Ủa? Sao cái gì cũng không được cái gì Tuấn? Rồi giờ ăn gì? Lát anh gửi tiền cho em á, mua thịt heo giùm anh đi, làm thịt heo kho tiêu nha. Tối ngày ăn thịt heo kho hoài ngán muốn chết luôn à. Chứ anh đụng với món khác là anh ói anh chết luôn á vợ. Vậy mà anh cũng nói anh thương tôi, anh nói là tôi thích ăn cái gì thì anh cho tiền mua cái đó. Bây giờ món này cũng chịu, món kia cũng không chịu. Mày không thương anh thì muốn anh chết hả? Thôi giờ vậy nè, bây giờ cũng được đi. Thịt kho tiêu á mà ăn với canh khoai mỡ cũng ngon. Đúng rồi, món đó hợp á. Thôi anh khác đi, tự nhiên ăn canh nó hoài à, kiếm cái gì ngọt ngọt chua chua đi. À biết rồi, ăn canh chua cá lóc đi. Lại cá nữa vợ, em không thương anh hả? Anh nói rồi, cá anh không được. Thì chứ bây giờ canh chua với cái gì? Canh chua nấu tép, nấu tép nấu tôm cũng ngon nữa. Không được, hải sản là không được. Vậy chứ bây giờ canh chua nấu với cái gì? Nãy giờ thầy mang muốn gì? Giò heo hầm đu đủ. Vậy thôi mình làm canh chua hầm giò heo đi. Vậy anh ăn cái món gì mà lạ đời vậy? Cái gì mà giò heo mà lại hầm với canh chua? Ừ, được mà, có gì đâu. Tôi nói bằng nghe nha, đàn ông mà ốm nghén thay vợ hiếm lắm á. Thì tại vì nó yêu vợ nó nhiều mới vậy đó. Vậy ha. Thôi đi vô đừng làm việc nữa. Trời ơi, thằng rể tôi dễ cưng gì đâu á. Tôi thấy nó là cái miệng tôi không thể nào không cười. Cho nên cái lúc nào cũng hả cái miệng để canh mà cười. Dễ. Nhất là cái lúc mà nó ốm ngán kìa. Trời ơi, ai mà không biết nghe mới về tới thấy nha. Tưởng đâu con Châu á là chồng, nó là vợ. Mà nó dễ thương chứ bộ. Công nhận nha. Không biết sao chứ vợ chồng tôi sinh ra đứa con để tôi thấy nó ngộ ngộ là lạ rồi đó. Trời đất ơi, mà sao thấy nó kỳ kỳ nha, tôi nghi cái gì chứ rồi. Kỳ cái gì, tôi thấy dễ thương mà. Đúng rồi. Mà tôi thiệt cái lần đầu tôi mới thấy đó. Thật ra nó hiền lắm. Dễ thương chứ bộ. Hiền lắm anh Xui ơi. Đó, tôi nghĩ là chắc có lẽ là do là coi như là tôi ăn ở hiền lành. Đó, rồi cái mẹ nó phù hộ độ trì cho nó. Đó, cho nên bây giờ mấy đứa nó vừa có con đó. Công nhận nha, y chang như một cái chuyện thần thoại. Phép màu đúng không? Phép màu đúng. Thật ra ai mà nhìn vô mặt anh á, không nghĩ anh hiền đâu. Có cái anh sống hiền.
Nó nói chứ thật ra cái chuyện mà tụi nó có con á, tôi nghĩ ra luôn á. Lúc trước con Châu á nợ với thằng Báo đó, đâu có con đâu. Chính vì chuyện đó mà tụi nó ly dị đó. Nó tự nhiên cái nó qua cá và qua đậu độ bên đây lại là có hai, lại có con, lại có con. Nghĩ không ra luôn anh. Cái gì đâu không ra, tôi nghĩ tất cả là do ông trời, ông trời sắp đặt và xe duyên cho tụi nó. Đúng rồi, đúng là một kỳ tích. Quá lo hết anh. Chào mọi người, chào mọi người, chào mọi người. Tụi con tới rồi. Đầy đủ hết rồi ha. Chào ông bà. Chào. Ai cũng lộng lẫy quá trời quá đất luôn. Mọi người để ý không, từ khi mà cô Lai mà cổ lập gia đình với tổ quý đó, tại cái mặt nó sáng bừng hạnh phúc quá. Con bé này nó cũng vui vẻ hơn có mẹ nó kìa, mẹ kế. Cái này người ta nói là đúng duyên trời định á, đúng không chồng? Đúng rồi. Nhưng mà cũng phải tranh thủ mới cưới được vợ đẹp đúng không? Trời ơi. Ôi mà. Ông bà cũng bị nghén như mẹ con hả? Dạ, con chờ cả nhà. Trời ơi, thích quà, thích quà, thích quà. Cẩn thận ngồi xuống. Trời ơi. Anh xui thấy nó cưng vợ không? Trời ơi, trời ơi. Tao muốn nổi da gà hết trơn hết trội. Con vậy đi là phải cầm dĩa đi cây vậy đó hả con? Dạ con chào cả nhà. Nè, bây giờ hồi nãy giờ mọi người đã bàn bạc xong cái chuyện đám cưới của hai đứa rồi. Thì á là lý ra là phải đãi thiệt là lớn. Nhưng mà tại vì giờ con Châu đang có bầu cho nên mình làm tổ chức đám cưới nhanh, gọn, nhẹ, đơn giản được không? Dạ được. Tôi có ý kiến, tôi có ý kiến. Khi nào sanh em bé đó, đầy tháng đó mình làm hoành tráng xong hỷ lắm không? Ăn cho hai đứa con xí ấy. Sao? Gì vậy? Má, vậy sẵn má làm đám cưới cho hai đứa con nha. Rồi. Trời ơi, tôi nghĩ tới cái cảnh mà cái xóm già háp này nghe, tổ chức hai cái đám cưới một lượt nghe. Ôi ôi, chắc lẽ là vui vẻ, rộn ràng. Như vậy mai mốt mình có xóm mình không phải là xóm già háp nghe. Tại vì xóm mình có nhiều đứa con nít ra đời lắm, như là xóm trẻ trẻ con. Con thấy cái xóm mình vui quá. Hôm ấy chiều nay con mời tất cả mọi người trong xóm mình đến nhà hàng ăn một bữa hải sản thiệt là hoành tráng nha. Hải sản. Ê, đây là người ta lời mời nha, mời cả xóm nha. Còn ai ăn không được hải sản thì ở nha. Đúng rồi. Nói vậy thôi chứ nhà hàng tao bán đủ thứ đồ chứ đâu phải là hải sản không con. Đi. Rồi đi. Sống cuộc đời giờ hát tay lùi, chuyện cũ mới vui, cứ đôi nhau xây ra không thôi. Sống cuộc đời giờ chiếm gió đông mà vẫn bao dòng, ôi ra mà xây ra chất chồng. La 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 la, bao nhiêu lâu mới vui bên nhau. La 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 la, bao nhiêu lâu mới thôi âu sầu.